Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh thật vui tươi và hạnh phúc. Và bây giờ xin mời mọi người cùng với mình đi tham quan ở quê hương thị xã ngã bảy mình vào cái ngày Giáng sinh này. Quá đẹp luôn. Thấy không? Khoan, đẹp quá à. Giáng sinh vui vẻ nha mọi người. Hết chỗ ngồi rồi. Thank you.
tới 12 giờ cho nên là người chưa được nhiều. Không, nhưng mà cũng tấp nập rồi ha. Và cuối cùng thì một lần nữa mình xin kính chúc mọi người một mùa Giáng sinh thật vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã mời.